Theo tìm hiểu, Công Phượng đưa ra quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai từ nhiều tháng trước. Ban đầu, anh có ý định thử sức ở một giải đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tiền đạo sinh năm 1995 quyết định quay trở lại Nhật Bản, nơi anh từng trải nghiệm trong màu áo của Mito Hollyhock. Công Phượng có thể gia nhập Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng trên League One. Trước đó, Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước, thậm chí có đội bóng sẵn sàng chi ra con số 20 tỷ đồng cho những năm hợp đồng còn lại để thuyết phục bầu Đức bán Hoàng Anh Gia Lai ở tuổi 27, Công Phượng có thêm một lần thử sức ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Năm 2016, anh chuyển đến Mito Hốc nhưng không để lại dấu ấn nào. Sau đó, Công Phượng đến bỉ thi đấu và tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nhưng ngay sau khi quay lại V-League, Công Phượng đã lập tức lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn dù thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, dù không phải lúc nào cũng chơi hay khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Được biết Công Phượng sẽ sang Nhật Bản trong thời gian tới, anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin ngôi sao sinh năm 1995 được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập bổ sung là không chính xác.